Hello, xin chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Đầu tiên kính chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em cũng rất chân thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ nhé. Thì hôm nay em về để cho anh em mấy em chim bổi cực kỳ VIP anh em nhé, cực kỳ chất lượng để chia sẻ cho anh em. Trong đó có một em bổi đầu đàn anh em nhé. À, anh em thợ người ta đánh dấu sẵn cho em. Bộ to khủng luôn anh em nhé, to dài. Siêu to siêu dài luôn anh em, cực kỳ VIP luôn. Chim thì chim của Trùng Khánh Cao Bằng anh em nhé. Tí nữa em sẽ cho ra lồng và em quay chi tiết lại một lần nữa cho anh em, để anh em có thể ngắm cái bóng bộ chi tiết con chim rõ hơn anh em nhé. VIP lắm anh em ạ. To dài, đầu mặt dữ, chân anh em nhìn của chân này, siêu già luôn, cực già, rừng chân tay to, cực kỳ VIP anh em nhé. Em số 1 anh em này. Ở đây em cho em nó ra lồng để anh em có thể thọc rõ hơn anh em. Bộ to khủng anh em nhé, bộ to khủng, màu dày, siêu dài luôn. Nói chung là ba em chim bổ hôm nay phải nói là to dài VIP anh em nhé. Hệ chim vừa về nhà, chim thì bắt đầu em vừa cho chuối cho cám vào cám anh em ạ. Gọi là vừa về nhà em cũng quay sơ qua cái bóng bộ cho anh em luôn. Toàn bộ là bụi già rừng, nó phải ngoài 3 vụ hết anh em nhé. Ngoài 3 vụ rừng hết. Mặt cực kỳ dữ luôn. Để em quay sát một tí nữa cho anh em nhìn có thể rõ hơn này. To dài. Chim nó vừa về, vừa túm tay, vừa cho ra lồng ra, nó cũng chưa ra được hết cái bóng bộ của nó đâu. Gọi là cho anh em biết cái độ to dài của những cái chú chim này cho anh em nhé. Bé này thì màu đinh thôi, màu đinh nhưng mà nó chưa lên hết bộ, không biết là có được đinh tê không. Nhưng mà con này bộ khủng anh em ạ, bộ siêu khủng luôn anh em nhé. Đấy, bé số 1 này thì em chia sẻ cho anh em cái giá là 1,6 triệu anh em nhé. 1,6 triệu, em có báo giá công khai, anh em thấy gọi là phù hợp mấy cái bộ chim mà anh em muốn chơi thì anh em cứ nhấn máy alo cho em. Nói chung là những em chim tuyển chọn này thì khẳng định anh em nó cực kỳ tố chất, cực kỳ VIP anh em nhé. Tiếp theo anh em này, tiếp theo là đến bé số 2 anh em nhé. Màu anh em nhìn con màu này. Con này khả năng màu lân VIP anh em ạ. Gốc màu siêu dày luôn. Khả năng là màu lân VIP vì nó chưa ra bộ, cũng chưa nhìn rõ con chim được. Gọi là em cầm tay em quay sơ qua cho anh em thôi. Tí cho ra lồng nó ra bộ thì con mới có thể là nhìn thấy hết được cái bóng bộ con chim. VIP chơi anh em. Đấy, những con chim hay, chim đẹp, anh em thợ người ta buộc anh em nhỉ, buộc cái dây bao ấy, người dân tộc ấy. Người ta đi người ta bẫy, người ta chả có gì đọc cái tờ dứa sau lưng, người ta cứ tháo ra, người ta buộc những con chim hay, chim đẹp, người ta buộc riêng đánh dấu. Đây anh em này. Tại sao ấy, anh em nào đón xem kênh của em mà đều biết em thì những con chim cao tiền ấy, những con chim đắt tiền ấy, em đều báo giá, gọi là đều nói công khai rõ ràng trên clip cho anh em. Tiền nào của đấy thôi. Em cũng khi nào mà có chim gọi là chim rẻ, chim bình thường ấy, là em cũng chia sẻ chim bình thường cho anh em. Còn những con chim đắt, chim những con chim bổi gọi là bổi tuyển chọn riêng anh em mà ta đánh dấu ấy, nó sẽ rất cao tiền anh em nhé. Anh em nào có thể là vào xem tham khảo, xem giải trí. Anh em nào thấy gọi là phù hợp với cái mẫu chim anh em lựa chọn và phù hợp với đồng tiền của anh em thì em cứ nhấc máy alo cho em. Còn anh em có thể là thấy giá cao quá thì có thể chờ dịp sau, dịp nào mà có những con chim nó phù hợp hơn thì anh em có thể mua ủng hộ em anh em nhé. Nên là không nhất thiết là lúc nào anh em cũng phải mua đâu. Đấy, nhưng con này VIP anh em ạ. Nói chung là tiền nào của đấy thôi. Chim đẹp, chất lượng, bộ, từ bóng bộ đến chất lượng thì giá nó sẽ không có rẻ đâu anh em nhé. Bé số 2 VIP lắm anh em ạ. Đây, cho ra lòng. Ôi VIP chưa anh em. Con này lên bộ ngay lập tức anh em ạ. Lên bộ muốn hót đấu luôn. Hãy kèm chim bên cạnh ấy. Màu lân VIP anh em nha. Đây là chưa lên hết toàn bộ bộ đâu. Màu nó còn đang hơi dính chuối ấy. Hầu bò, đầu thủ to, người to dài, đầu cực kỳ to, gốc màu siêu dày luôn anh em ạ. Con này lanh chim, siêu lanh chim luôn. VIP anh em ạ. Lắc lư luôn.
thái độ tốt luôn anh em ạ. Đấy, chim vừa cầm tay mà thả ra nhìn thấy chim nó đã gấu nhảy rồi. Nói chung là chim bổ đầu đàn này thì cái tố chất nó hung lắm anh em nhé, nó cực kỳ hung, bóng bộ này siêu cân đối luôn, phải nói là VIP anh em ạ. Đây, em chim này thì em cũng báo giá công khai cho anh em luôn, em chim này là em chia sẻ cho anh em với giá là 2,2 triệu anh em nhé, 2,2 triệu, nói chung là tiền nào của đấy thôi, anh em có thể là cứ tham khảo thấy hợp mỗi chim anh em tuyển chọn để gột dàn của cà phê đấy anh em. Nhưng mà alo cho em Tùng là chuyên tuyển những con chim gọi là VIP đẳng cấp để chia sẻ với anh em một chơi, em cũng gọi là những con chim tiền nào của đấy thôi, không có chim thì nhiều khi anh em muốn rẻ mà hay thì không bao giờ có anh em nhé. Một con chim bổ bẫy đấu bây giờ những con VIP anh em thợ là đánh được gần như là không có giá rẻ đâu anh em nhé, vì chim bây giờ càng ngày nó càng hiếm rồi, nó không như trước nữa. Trước có khi là 200-300 nghìn cũng có một con chim bổ rồi, nhưng bây giờ là không có đâu anh em nhé. Nói chung là những cái hàng chim lưới tuyển chọn bây giờ những loại chim lưới người ta bán cũng đã mấy trăm nghìn rồi, nhưng chim lưới gần như nó cũng ít khi có giọng lắm, nó cũng có con hay không phải không có con hay anh em nhé. Thấy anh em mừng nó alo chưa? Ở đây là bé số 3 anh em này, bé số 3 này màu siêu dày luôn anh em ạ, chân tay giá đét luôn, VIP chơi anh em, màu cực kỳ dày luôn, chim này to chào bá luôn anh em nhìn này, đây mới là một chim to khủng này, VIP luôn anh em ạ, cầm chim cho anh em này, anh em thấy đủ to chưa, to dài anh em ạ, thì VIP anh em nhé, to dài, em số 3 anh em nhé, quá đẳng cấp luôn. Nói chung là những con chim em tuyển nha, chất lượng này thì anh em yên tâm và anh em chỉ việc gọi là gột chơi thôi. Quá đẹp luôn, quá VIP, ok anh em ạ. Và đây em cho nó ra lồng đây. Chung chim bổi vừa cầm tay ra thì nó sẽ không thể thuần ngay được anh em, nó vẫn hoảng ấy. Hoặc là quay sơ qua cái bóng bộ chi tiết con chim cho anh em có thể ngắm được hơn thôi, gọi là ngắm rõ nét hơn thôi. Con này à, khả năng là đinh tê anh em ạ, đinh tê anh em nhé, các bạn nó chưa lên hết bộ ấy. Nhìn chưa rõ con chim, chim chưa được cho tắm rửa gì cả, nguyên si yếm con này đen đậm, to dài, gốc mọc sâu dày mặt dữ anh em nhé, cho tắm cái là mướt mát ngay anh em ạ. Đây chim vừa cầm tay túm tay là vẫn hoảng, chưa được tắm táp gì, gọi là quay sơ qua cho anh em những con chim bổ như thế này là anh em biết cái độ to dài. Riêng chim vùng Cao Bằng này thì khẳng định anh em luôn là toàn bộ những con chim to dài khủng luôn anh em nhé. Mặt cực kỳ dữ luôn, gốc mào siêu dày. Con này mà lên bộ thì VIP luôn anh em ạ. Đấy, em số 3 này thì em cũng chia sẻ cho anh em với giá là 1,6 triệu anh em nhé.